tại vì em trai mà nếu bạn em nên mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt cái chị. Thiệt luôn. Thôi xỉu xỉu rồi ngồi đi để xỉu rồi cưng. Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. À. Và vẫn là vận viên thi đấu. À, làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, à, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở người Sài Gòn ạ. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác đó chị. À. Em rất là dễ cảm thông cho người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết như gì hết. Trời chị, vận động viên của người ta đó. Em phải chạy xong luôn luôn. Dạ, dạ anh đang trả là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì vậy? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị? Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. À. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ siết xuống lại 20kg. Thôi rồi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết uống thuốc, không rượu và cũng biết nấu ăn à. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy dạ. Mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em à. Phản bội là quên liền à, mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi. Rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như thế nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À nhiều đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. À, còn về tính cách á, thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dị ứng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Giờ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, thì em tìm một người bạn gái là dễ thương, hiền, rồi trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng, ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao, bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng á là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Rồi. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao, trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em
cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng cũng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên PT cá nhân mà chị. À, nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi, rồi xong rồi có duyên có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. À, em có thích sống thử không? Dạ không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Chắc. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, dạ. Cho gặp chị cái. À, em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Quyền cùng quý vị khán giả. Thế em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Xin rồi, cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi cho chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em là theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không anh hướng dẫn cho em tập luôn? Được không chị? Được, được. Em là coi phải tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô trong ngay cái đùi của em. Phần đùi dang động, phần chân đứng dang động bằng vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh, phần mông em đẩy ra đằng sau xuống quát 1 2 3 4 10 cái 4 hẹp vậy cho anh ha. Dạ. Mọi động tác. Dạ cảm ơn anh. Rồi ok, cái đó tập cho ốm đó, cái trường tập lộn đó. Tập cho còn 29 kg đi. Em đừng các em khóa kiểu này nè. Tại vì em trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứ thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi cái muối. Là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn. Nó xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh biến chăng. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần một mét năm tám, nhưng sao đánh yêu dịu dàng đôi môi thâm xuyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sát. Thứ chuyện mẹ cha sinh được nên vợ chồng. Thương anh đã lâu nên nỗi sầu, nay nói ra cho hết đau đầu.
Dạ xin hết ạ. Rồi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa đến 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy quá cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh không có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất, đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng, hoặc là anh nữ mà đừng em hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á, chỉ là thương thiện. Dạ anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn 28 có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do trời cho đúng của rồi. Mình tại mình cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán đồ về nọ, rơi điểm rớt rồi này nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn anh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Coi dữ lắm luôn á. Mà em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha Cưng ha. Dạ vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đó giờ bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Men không? Men anh. Men thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm cũng như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, anh chào chú Quang Linh, anh chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trùng Kỳ, năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc. Kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đó đúng không? Dạ. Trùng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê Vũng Tàu, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quang Linh ạ. Và chào bạn nam bên kia ạ. Em là Nguyễn Thị Mừng, em đến từ Bình Định ạ. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm. Mình vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ. Em là người sống tích cực ạ. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ. Dạ. Điểm yếu của em là hơi ương bướng một xíu, nhưng mà không đến nỗi lúc cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình, nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ, tức là rất là thích đi phượt, và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi. Dạ. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Về dạy về cái gì? Môn gì? Dạ môn taekwondo ạ. Ồ, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao hồi căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền, là cũng võ là dữ lắm á. Em có võ gì không? Em chạy giỡn thôi chị. Hả? Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Lâm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc. Bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Em nói trước là em hát hay dở không chị? Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc. Mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ.
Bèo giặc mây trôi chốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi bèo giặc. Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, đó là có một mối tình chính thức ạ. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ 6 năm và đã chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm sao chia tay? Do chia tay là do vì em ham công tiếc việc quá, cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta, nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ. Đúng rồi, ai mà chờ đợi mình nổi. Con gái người ta có một thời xuân sắc à, quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi. Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. À, một mối tình từ thời mới ra trường ạ. À. Sau này em có quen một người nữa, nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì chắc là sai mặt, chắc lòng quá chị. À, bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? À, quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ. À. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào. Xin chào bạn nam bên đó ạ. À. À, chào bạn nữ ạ. Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. À. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi. Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên. Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ á thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Rất hay. Còn mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu á là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm chia sẻ cùng nhau và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẻ chia những cái khó khăn với nhau. Mà em có biết võ không em? Dạ, như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. Tức là muốn người yêu có vỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là chuẩn kỳ quý vị. Thì mình muốn một bạn nữ á, mình phải biết cứng rắn mạnh mẽ. Đôi khi cũng phải biết tự bảo vệ của mình. Và cái mẫu gái là phải tóc đó là phải tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Dạ, tóc dài, người dài, chân dài. Có. Mũi dài. Bây giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Cháu nghe thì thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt. Có thể nó có một bạn gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Tóc dài, tóc dài. Rất dài. Rất dài. Ha ha. Chào em gái. Chào anh ạ. À, dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Chàng trai bên đây thì hơi... gọi là kỹ tính chút xíu. Em thích những người kỹ tính. Kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi, em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Xòe xòa. Xòe xòa. Người này kỹ tính không có xòe xòa rồi. Em không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam. Nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc phải qua năm. Qua năm. Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? À, nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi. À, bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Chồng khôn đưa cho vợ giữ. Chồng khôn đưa vợ giữ. Cao ráo ha, tướng tá cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Ông mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Cho gặp chị gái trước đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chúc em chốt cọc thành công nha Kỳ. Chốt cọc hả? Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Về bé Mừng thì là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Về bạn nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc. Hai người thì chắc nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau. Mở hàng rào. Nào. Có quà tặng em. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết. Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Em thấy em rất là dễ thương. Với lại mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ cái này ngắn để dài được. Rồi chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn.
Anh nghĩ là hôm nay thì chúng ta tới đây là cái duyên. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Hẹn hò đi các bạn. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh. À, anh cũng ở Gò Vấp. Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính à. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tân công ca. Tác. Không, tân ca, em đi công tác anh. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Cái vấn đề là công việc mà. Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho dạ. nên là hầu như sẽ không có cái hàng ngày nghỉ Chủ nhật. Dạ. Chỉ là buổi thôi, buổi tối thì được. Giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng nói là tự lập. Thế là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. À, nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ anh là hoan nghênh. Dạ. Mẹ là thích có con dâu. Bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích. Những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn chọn bạn trai. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này, mình cảm nhận như thế nào, mình hãy nói cho đối phương nghe một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Câu này thì nói là có duyên rồi thì chúng ta hãy thử xem chúng ta có nợ hay không. Trời ơi, dân sale gì kỳ cục vậy, nói chuyện vậy sao chốt hợp đồng, ai mà đặt cọc. Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào. Bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị, mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là mùi chính xác luôn đó em. Bạn trai đứng lên tiến tới cho bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Mấy chỗ này nguy hiểm lắm. Đi một vòng rồi coi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ. Rung dữ không? Dạ có. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Thì mình thích thì mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Nãy giờ thấy rung tay, rung chân thôi. Rung cả người đó chú ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha. Sau thời gian trò chuyện, nhìn nhau, nói chuyện và cảm nhận về nhau, các bạn có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Trung. Em sinh năm 91, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Chủ yếu là thẩm định hồ sơ, làm hồ sơ vay cho khách. À, hồ sơ vay. Dạ, em làm hiện tại ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận, quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở quận 3 này luôn. Quê quận 3, làm ở quận Phú Nhuận. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Huyền Linh. Em tên là Đỗ Hiển Vân, hiện tại 32 tuổi. Hiện đang là quản lý của phòng xuất nhập khẩu. Nhà em ở quận 8, em làm việc thì ở Bình Thạnh. Chị Vân quận 8. Vậy là nhà gái lớn hơn nhà trai tương tuổi đó. Nhà trai thấy được không? Dạ được. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi Vân hả? Em có tính là ham học hỏi và học rất là nhanh. Cũng thích khám phá và nấu ăn. Thích đi ăn ở những cái quán, sau đó rồi về tự nấu lại. Trời ơi, mấy quán ăn chắc ế lắm em ơi. Em đi ăn xong em về, em nấu lại em không ăn nữa. Em nấu cho gia đình em ăn. Sao mà phân tích được mình nấu giống gì được vậy? Tại đi ăn nhiều quá quen. À hay à, cái tài này cũng hay đó nha. Đi ăn xong về mình sao chép lại được là hay đó. Tại vì những cái người mà ta nấu nướng ngon là ta đều có cái gia truyền á. Khó có học lắm, vậy mà nó học được cái gia truyền là hay đó. Điểm yếu của em á là hơi nóng tính. Có thể là tự tin, tự lập nhiều quá cho nên là cũng tính, cũng đờn ông tính lắm. Cũng hơi lười, lề mề. Đó, nói chung là nhà gái thì khuyết điểm thì cũng chẳng có gì, chẳng có gì đáng kể hết. Nhà tôi cũng đâu có gì khuyết điểm nhiều đâu, nói đi. Ưu điểm của em là em luôn tôn trọng giờ giấc, cũng siêng năng. Quá với lại coi trọng cái tình cảm với lại cái tình bạn. Hay quá. À, với lại em cũng biết nấu nướng hơi một ít. Khuyết điểm thì những cái tiểu tiết như tỉ mỉ thì em kiểu như hay bị bỏ quên. Nói chung là nhà trai tôi không có khuyết điểm gì hết trơn á. Bây giờ là tình trường sao? Em thì trải qua được khoảng 3 mối tình. Thôi,
Có 3 lần đó hả? Dạ. Mối tình đầu tiên thì năm lớp 8. Trời đất ơi trời. Cái gì? Lớp 8 biết yêu rồi hả? Dạ. Này ta gọi nít quỷ. Quen được vài tháng thì nói chung không hợp thì em chia tay. Trời trời. Ê nói nghe nè. Lớp 8 quen nhau làm sao? Kể nghe chơi coi. Thì cái lúc đó em thời học sinh giống như quen nhau chỉ có nắm tay này nọ thôi. Nắm tay là xong có nói gì không? Lúc đó nhát lắm đâu có biết nói gì đâu. Dạ chỉ đi chia chung giống như đơn thuần như bạn hơn hơn chút xíu thôi. Rồi quen lâu mấy tháng? Dạ cũng được 3-4 tháng. Tự nhiên sao chia tay? Nhà bạn nữ biết đang quen nên không cho quen nữa. Đúng, tao cho quen đúng, còn nhỏ nít quỷ quen gì. Mối tình thứ hai thì lớp 9 hả? Dạ không. Lúc đó em học sinh lớp 12 là em có quen nhưng mà người đó cũng là vợ của em luôn sau này. Cũng có vợ rồi hả? 2 năm rưỡi xong cưới thì em hiện tại em đã có một bé rồi, năm nay cũng học lớp 3. Lớp 3? Dạ, bé gái. Gái? Dạ. À rồi hai chồng chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay hồi đầu năm 2015. Cưới nhau khoảng được gần 3 năm. Vậy cũng sâu đậm, có đứa con gái nữa sao chia tay? Hồi đầu thì hai bên cũng rất là hợp. Nhưng mà sau khi mà lấy giày xong á thì phát hiện ra như bất đồng quan điểm với nhau á. Với lại kiểu như nói nhiều khi có nhiều câu nó hơi nặng lời á. À, làm tổn thương đó. Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ ba? Dạ mối tình thứ ba thì em cũng có quen nhưng mà được có 3-4 ngày thì Trời đất ơi trời, tôi phải đi qua tôi coi mặt ông này có sao tình trường của ổng nó đoạn trường dữ vậy. Chào em. Dạ chào chị. Nhà trai tình cảm mới yếu mềm. Tình trường yếu chứ. Bây giờ chị hỏi thiệt nè. Tại vì mình đã lấy vợ, mình đã sanh con thì cái vấn đề đó nó là rất là quan trọng. Chứ không phải là cái kiểu giống như là tình cảm mà tuổi học trò thích tới không thích thì thôi. Để tôi lo, yên tâm hiền khô à. Ừ, rất là hiền luôn. Cho nên là rồi bây giờ là con gái ở với ai? Dạ, con gái hiện tại là ở với lại vợ cũ của em, mỗi tháng em chu cấp mà. À. Đàn ông như vậy là tròn trách nhiệm rồi. Còn nhà gái bên đó sao? Nãy giờ cứ hỏi nhà trai tôi hoài vậy. Nhà gái mình sao cưng? Dạ Bình tình duyên sao? Tình trường thì hai người chính thức, tìm hiểu cũng nhiều. Chào dạ. Nhà gái xinh đẹp. Dễ thương lắm. Dạ, chào chú. Thì cũng quen từ thời còn đi học. Rồi sau đó thì cũng như câu là nhất cự ly mà nhì tốc độ. Yêu xa thời gian không duy trì được nên chia tay. Rồi bỏ qua. Còn mối tình thứ hai thì cũng là do là tìm hiểu vội vàng, yêu nhanh chóng cho nên là cũng nhanh chóng chia tay. Đơn giản quá vậy. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ. Trời ơi, dễ thương. Nên này chị hỏi nè, này hỏi ngoài lệ xíu, nãy giờ nghe bên kia, nghe cuộc đối thoại của chị nè, chú Linh nè, với lại nhà trai bên kia, em có bị lo lắng không? Dạ có chứ. Không, nhưng mà lo. Dạ. Thật ra cái đó là chuyện cũ rồi. Đúng rồi. Để thật ra giấu cũng được. Nó cho nghe thật ra giấu cũng được nhưng ta quá thật luôn. Dạ. Đúng rồi. Và cái thời gian trải qua mấy năm trước rồi, bây giờ người ta đã chững chạc rồi, lớn hơn chút rồi, người ta kinh nghiệm bên đây rất là hiền luôn. Dạ. Thật ra lấy chồng đúng mấy người hiền này cũng khó tìm lắm á. Chân thành đó. Thật chân thành lắm á. Đừng dạ. Lo. Bạn này chia tay không phải là vì cái tính xấu. Cái bạn này là chị cảm nhận được bạn này không phải là người có cái máu xấu ở trong người. Dạ. Không có xấu tính nè, không có cọc cằn nè. Mà không có lăng nhăng nữa. Cho nên là nhưng mà có cái là đúng là các bạn đến với nhau còn quá trẻ thì quá nhỏ, chính xác là quá nhỏ nên các bạn chưa có cái khả năng mà gìn giữ cái cuộc hôn nhân nó rất là khó. Những người lớn này nè có kinh nghiệm đây nè mà còn khó giữ được hôn nhân nữa. Cho nên là mình không trách, mình chỉ nói để cho nó thẳng thắn với nhau hết để sau này em không phải lăng tăng, em không phải hỏi về người cũ. Yeah. Em hiểu không? Tôi thấy thế này nè, tôi nhìn nhà gái sơ á là nhà gái có thể về quản lý nhà trai được đó. Cái tính bên đây á là mạnh mẽ bên kia một chút. Yeah. Nhưng mà cũng biết cầu thị, cũng biết cách ha, nhìn gương mặt sáng cho nó tươi, cũng lan tỏa tinh thần tích cực rất là nhiều. Và nhà gái gặp nhà trai bên kia là hợp lý đó. Đừng sợ hết trơn. Mình nắm mấy cán á. Bên kia hiền lắm. Dạ. Rồi. Nhưng không nhờ chú Linh nói con cũng yên tâm. Yên tâm. Yên tâm. Với lại về mắt phần con nhìn nhanh lắm. Cái thứ hai nữa về phần con cái thì cũng không có ở cùng. Đúng rồi. Cho nên là em cũng không có phải bị lo về cái việc là em phải đối xử với tụi nhỏ như thế nào. Yeah. Em hiểu không? Mình không phải lo về việc đó. Mà có lo cũng sao? Còn trẻ mà, hai bên còn trẻ hết, còn tương lai quan trọng là hai đứa hợp với nhau để làm ăn để phát triển thôi. Đúng rồi, quan trọng là sau cái sân khấu này nè,
các bạn tìm hiểu nhau và các bạn hiểu nhau như thế nào thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến với người thân đi. Người thân không? Dạ. Hỏi bên đây muốn mẫu hình lý tưởng sao, có giống bên kia không đã? À chưa hỏi nó quên luôn. Bình tĩnh đi. 27 Tết làm gì nôn tức gì? Lẹ lẹ vậy Tết. Rồi. Dạ thật ra thì hình mẫu của con á là về ngoại hình thì dễ nhìn, vui tính, nam tính và có sự chỉnh chu trong về bề ngoài. Dạ. Bạn này dễ thương. Cao cao trên 1m7. Chắc không tới. Chắc hơi thiếu một chút. Dạ. Bên kia thì hơi yếu ạ. Hơi yếu một chút. Còn về tính cách thì vui vẻ nè, hòa đồng nè, thông minh, có chí cầu tiến. Và có bản lĩnh. Bên đây hơi yếu chút xíu. Nói chung nãy giờ đưa ra cái tiêu chí bên đây nhà trai hơi yếu chút xíu. Nhưng tại bù nhà trai qua, hiền quá. Nhưng mà bù qua xước lại nhà trai có những cái điều mà tốt hơn. Thấy không? Bù qua xước lại. Nãy giờ bên kia đưa tiêu chí về mình thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng 70-80. 70 được rồi, về ta khắc phục. Do nhà gái dẫn dắt ta khắc phục. Dạ. Rồi, bây giờ ta thiếu thốn chút xíu về gọi là bản lĩnh này kia. Nhưng bù lại nhà ta quận 3. Hổ liên quan gì? Liên quan gì? Phố bố làm to. Cái đó cũng điều kiện nó thuận lợi. Quận 3 đường nào cưng? Dạ, về đường Bát Tơ. Trời ơi, chịu liền em ơi. Được không? Được. Được chưa? Tôi gả liền. Không nói thì nói chứ có điều kiện cũng tốt hơn em gái. Nói gì nói, bây giờ nó không phải là một túp liều tranh hay quả tình vàng nữa. Có điều kiện nhà quận 3 đường Bát Tơ gần Phở Hòa nữa ngon. Bước qua Hương lại phở cũng ngon ha. Nó chơi cho vui chứ thật ra là đi ra mua Phở Hòa là được rồi. Nó kêu đi mua cháo mua phở được rồi. Dạ cũng gần Phở Hòa vậy, em đi mua phở cũng được. Mua phở cũng được đúng không? Nhà trai tôi hiền vậy đó. Đùa là thôi, cái câu chuyện nhà cửa là đùa thôi nha mọi người. Chứ ông Mai bà mối không phải là người ham tiền, ham vật chất đâu nha mọi người. Dạ. Tôi nói nhà trai tôi cũng có cơ hội có gia đình nước ngoài không? Dạ chắc có đó, nhà bác tơ là chắc có. Dạ cuối năm sau thì ba mẹ em đi đó. Trời ơi, khỏi làm dâu. Dạ đi qua Mỹ. Đi qua Mỹ nha, tôi chuẩn bị định cư qua Mỹ đó. Tôi cũng có điều kiện chút xíu. Nhà gái sao, có gia đình nước ngoài không? Dạ cả nhà con hiện tại đang ở Mỹ. Trời ơi trời, trời ơi coi thường nhà gái tôi hết trời. Thôi vậy thì cũng môn đăng hộ đối. Trời ơi, nói qua nói lại bên kia qua Mỹ trước bên đây. Nhà tôi cũng ở Mỹ vậy, đừng có đùa à. Xin lỗi à. Mai mốt đẻ con ra là con cái là đi du học thoải mái rồi, khỏi phải ở bên đây phát triển sự nghiệp. Quê Mỹ luôn. Mỹ thò. Đúng, Tiền Giang. Đừng có lo chứ. Nói chung bây giờ nói qua nói lại thì hỗ trợ cho nhau mỗi người chút. Tôi thấy cặp này cũng hợp. Hợp đó, lý. Hợp và vấn đề là hai bạn phải nói chuyện với nhau như thế đúng nào rồi. Thuyết phục nhau như thế nào, bởi vì bên đây là về cái bản lĩnh thì hơi yếu hơn bên này. Quan trọng là một tí nữa mở rào là phải thuyết phục được bạn gái nha. Chứ chị thấy là ok. Dạ, tôi đó. Hỏi nhà gái quận mấy? Nhà gái quận mấy? Nhà con quận 8. Cũng được. Quận 8 giờ mắc lắm. Quận 8, 8 nút cũng ngon lắm. Bác Phát. Phát. Giờ hỏi cái người thân mà nói như nhảm ngoài. Ở nhà quận mấy? Nhà bè cái nhà quận 7 hồi xưa, nhà bè đó là quận nhà bè tách ra, cái nhà quận 7 lấy còn cái bè giao cho nhà bè, thành ra hiểu cái nhân thân nó cũng hơi yếu chút xíu, khó khăn đó. Khó khăn chút phải xíu. Khó khăn chút. Thì có nó nghe là mình nói chuyện riêng nhiều quá chờ trời quay tới tối. Người thân đi, mình hỏi người thân đi. Đi với ai vậy cưng? Em đi mình chị. Đi mình rồi để đó chị lo. Đi ai cưng? Dạ em đi với hai đồng nghiệp của em mà. Anh ruột. Dạ hai đồng nghiệp. À đồng nghiệp hả? Dạ chào hai bạn. Dạ em chào em MC Quỳnh Linh và em MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Em là Trường, em đồng nghiệp và bạn thân của anh Trung. Dạ. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng khá là bất ngờ. Với lại em từ nãy em theo dõi hai bạn trai bạn gái, em thấy nhìn chung là cũng có khả năng là đến được với nhau á, tại vì em thấy là với Trung á thì cái tính cách của Trung á thì rất là nhẹ nhàng, rất là tinh tế, với lại biết lắng nghe.
Cho nên với cái tính cách của bạn gái á, thì bạn gái là một người thích cái tính thích lãnh đạo đúng không? Đó, cho nên thấy là cũng khá là hợp á. Tại vì Trung là một người rất biết lắng nghe nha. Bạn bè hoặc là ba mẹ hoặc là người thân gì đó, nếu mà có góp ý, có chia sẻ thì Trung cũng đều luôn luôn biết lắng nghe. Thì cái này là cái rất là khó, mà thường là đi ra ngoài rất hiếm người khó có được cái tính này. Đó, cho nên với bạn gái này thì nghĩ là Trung có thể là cân nhắc và cho bạn một cơ hội với cho chính mình luôn. Hay quá, bạn Trung nói chuyện rất là sâu sắc. Bạn này là thân. Thấy mặt bộ đồ thì cũng tin, nói sự vòng vòng. Tưởng là 12 không á? Đúng rồi, nhưng mà nói chuyện thấy con người sâu sắc. Dạ. Bạn bè sao? Tao nói nhìn bạn là biết. Người ta kêu gần mực thì đen đó. Đúng rồi. Gần, ủa nói con này đúng. Đúng rồi, gần đèn thì cháy. Không. Sáng chứ Quân. Ừ. Thôi mở rào đi. Mở rào. Vui vẻ em ơi, vui vẻ quý vị à. Vui vẻ không quạo nha. Bây giờ mình nói chuyện chơi cho hai bên hiểu nhau nhiều hơn. Rồi. Bắt đầu đi Trung. Bắt đầu chưa, đi. Rào chưa mở xong bắt đầu. Đó. Tiến luôn, tiến luôn. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Mình tặng xong mình đứng lại luôn chứ mắc gì mà mình phải thụt lùi vậy. Rồi đó không, mình đứng mình nói gì. Đứng không, đứng đối diện với nhau. Rồi đó nhìn nhau đó, rồi nhìn nhau rồi cảm nhận về nhau sau khi mở rào nó có giống như mình tưởng tượng không? À, anh chào em. Dạ chào anh. Cảm ơn bó hoa của anh. Thì đến với chương trình thì anh không biết mua gì hết nên tặng bó hoa này cho em. Dạ. Anh thấy em sao? Lần đầu tiên gặp mặt anh thấy em sao? Lần đầu tiên thấy em thì anh thấy em cũng dễ thương. Cũng hợp với anh. Thì em thấy anh như thế nào? Thì cảm nhận đầu tiên khi mà chưa thấy mặt thì em nghe giọng anh chân chất, thật thà, có vẻ hiền. Thì cũng gần tương đồng với lại cái yêu cầu của em. Hai người về chiều cao cũng hợp lắm nha. Đó. Rồi, thôi về chỗ ngồi đi. Mình chỗ ngồi cho bớt run nè. Bắt đầu câu chuyện chị hôm nay. Cầm hoa cho. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Giữa hai người chưa bao giờ gặp mặt. Hai bạn này làm quay... tôi hồi hộp quá. Đúng rồi. Đúng rồi, quay mặt nhau. Đối diện nhau. Đó. Thì hỏi đi. Sở thích rồi quan điểm về hôn nhân gia đình, tình yêu gì đó. Hỏi đi. Thì sở thích của anh là gì? Sở thích của anh này chung xem đá banh hoặc là có phim. Hoặc là lâu lâu sẽ đi dạo. Còn em? À. Em thì cái sở thích lớn nhất là thích du lịch. Rồi cũng đi dạo, xem phim, nghe nhạc. Em hay thích đi đến những cái quán cà phê nghe acoustic và nấu ăn. Thì anh cũng hay thích đi uống cà phê. Cái gì anh em đi chung với nhau. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình? Thì quan điểm thì hôn nhân gia đình thì anh cũng muốn kiếm một người cũng như là quan tâm với chia sẻ chung với mình, vui với lại buồn. Với lại cùng anh có thể chăm sóc con của anh là đủ rồi. Còn em à? Thì quan điểm của em cũng vậy, cũng là tìm một người có thể là chung tiếng nói, chung quan điểm, chung tư tưởng. Quan trọng là phải cùng nhau xây dựng và chia sẻ. Thì hôm nay đến đây thì em cũng muốn là tìm một người để cho nhau cơ hội để mà có thể trước tiên là làm bạn. Sau đó là mình có thể, nếu mà hợp nhau thì mình có thể đi xa hơn nữa. Từ nãy giờ hai bên phân tích cái câu chuyện đó thì em cảm nhận về chàng trai như thế nào? Có cái điều gì em muốn góp ý để cho nó hoàn thiện hơn nếu như chúng ta đến với nhau được? Thì em cũng đang lăn tăn về vấn đề là có con. Tại vì em sợ nó có mình chưa được tốt lắm để chăm sóc con trẻ, nhất là con anh cũng đã lớn. Và thêm nữa là về cái tính cách thì theo em suy nghĩ thì qua nghe cái câu chuyện của anh á, thì em suy nghĩ là anh chưa có chính kiến riêng của mình lắm, chưa đủ bản lĩnh. Nên là mình phải quyết đoán hơn nữa và mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Đó, trai thấy bạn bên nhà gái góp ý gì đúng không? Nói chung cũng đúng. Chắc có thể là do tính chất công việc cho nên là
em nhiều khi làm việc thì cũng quyết liệt lắm, cho nên là cái tính nó cũng tương đối là mạnh mẽ. Còn, em cũng cần người đàn ông để em dựa dẫm, nhưng mà người đó phải mạnh hơn em thì em mới dựa được. Anh nhiều cái yếu cũng dựa được gì. Phải dựa nó mềm mại hơn. Yeah. Rồi em gái, em trai, nãy giờ nói chuyện với em gái thì qua câu chuyện rồi thì anh có điều gì muốn góp ý của em gái, hay là nãy giờ em thấy em gái như thế nào? Thì tâm sự chút xíu thì em thấy bạn gái cũng được, cũng tốt. Tại vì mới nói vài câu em chưa hiểu hết được. Nếu mà quen nhau thì em tìm hiểu sau vô, lúc đó em mới biết được Rồi có em hợp hỏi đi. Thí dụ như mình quen nhau, mình yêu nhau khoảng bao lâu thì cho em cho anh bước tới? Thì nếu mà quen nhau thì mạnh mẽ tầm lắm. Khoảng bao lâu thì em mới nghĩ tới chuyện hôn nhân? Tại vì nếu mà hợp thì mình cũng có thể tiến đến hôn nhân sớm, cũng không có cần phải định thời gian. Đã nói yêu là cưới mà. Tại anh cũng nghĩ vậy. Rồi có một cái vấn đề như thế này nè, Lan nghĩ là các bạn nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đó là về con. Con thì bây giờ ở nhà của con thì mẹ. Hiện tại ở bên mẹ. Thì nếu mà con anh thì có vướng ngại gì đó với em không? Tức là nếu mà anh không còn liên lạc hay không nuôi nữa thì cũng không thành vấn đề. Là sao chị chưa hiểu lắm? Tức là không có sống cùng á chị. Con giờ nào ở bên với mẹ mà. Nhưng mà bây giờ các bạn cần phải hỏi, cần phải nói rõ một cái vấn đề, đó là ví dụ sau này nếu như mà mẹ của bé giao con qua cho bên này nuôi thì em có đồng ý cái việc đó hay không, và có nhắm là sống cùng với con được hay không. Cái đó là các bạn, cái quan điểm đó rất là quan trọng nha. Tại vì thường á, khi mà ly hôn thì cái người phụ nữ sẽ bị vướng bận nhiều, bởi vì đa số là con sẽ ở với mẹ và cái người mẹ họ luôn dành con, đa số là như vậy. Ngoại trừ cái điều kiện kinh tế không bằng bên nhà trai thì họ mới không nuôi con được thôi, chứ đa số là cái người phụ nữ sẽ là người bị vướng bận nhiều hơn. Còn đàn ông thì dễ lắm, đàn ông lấy vợ xong, sanh con xong, ly hôn rồi cũng coi như là một người độc thân, không có bị vướng bận gì về việc con cái hết. Nhưng mình phải đặt trường hợp là sau này mẹ của bé không có khả năng nuôi nữa, hay là như thế nào đó, nói chung là do thỏa thuận của hai bên, thì mẹ bé muốn để cho bên nội nuôi, thì bản thân bạn gái có đồng ý cái đó hay không, và nếu như tới lúc đó không đồng ý thì nó sẽ như thế nào? Thật ra thì em đang bị vướng bận về cái phần con cái của bạn. Chị hiểu. Dạ. Cho nên chị mới muốn nói cái câu đó ra để cho hai bạn thống nhất với nhau á. Bạn trai nói đi. Thì em thì em nói với bạn gái đó. Nếu sau này ví dụ như mà có con mình sẽ giải quyết thế nào, nếu mà con không có về với mình giải quyết thế nào? Để tại cho vì bạn gái... em cũng đã suy nghĩ đến cái vấn đề, nếu mà ví dụ như con em không ở chung với mẹ, nếu mà trở về đây với em á, thì nhiều khi cũng sẽ ảnh hưởng một phần nhỏ là đến cuộc sống giữa em với bạn. Thì em cũng không biết là bạn sẽ nghĩ như thế nào, có đồng ý hay không. Tại vì nhiều khi con riêng của em, con chung của bạn nữa, nó khó dung hòa được đó rồi. Cho nên là cái điều này là hai bạn cần phải giải tỏa. Nhưng mà tôi thấy như thế này nè, hai bạn rất là hợp với nhau. Hai bạn chỉ có vướng mắc một cái vấn đề duy nhất, đó là con cái. Nhưng mà cái đó nó không phải là ở thời điểm hiện tại, nó sẽ là ở cái tương lai. Cái đó là cái điều mình đặt ra thôi, chứ mình cũng chưa chắc nó sẽ diễn ra. Cho nên thôi thì bây giờ hai bạn cứ cho nhau một cái cơ hội. Biết đâu khi hai bạn mà hai cái trái tim nó hòa cùng một nhịp rồi thì không có bất cứ một cái chuyện gì nó có thể làm vướng bận hai bạn cả. Lúc đó là hai bạn chấp nhận hết, chịu hết và yêu thương đồng đều hết. Là nghĩ là như vậy. Thật ra... tôi nói đúng không vậy? Đúng đó. Tôi sợ tôi nói sai không vậy? Nói đúng đó. Thật ra ở bạn trai này chưa có tính quyết liệt thôi. Đúng rồi. Thiếu một chút cái bản lĩnh thôi. Chứ thật ra mình cũng đầy đủ điều kiện để lo cho con mà. Dạ. Thậm chí là gia đình ông bà nội cũng đủ điều kiện lo cho cháu mà. Thành ra mình cứ nói thôi, bây giờ mình yêu nhau mình cứ cưới nhau thôi. Dạ. Chuyện con cái mình có đủ sức để giải quyết mà, không cần phải lo chuyện đó. Bây giờ là một là cháu có thể qua ở với ông nội bà nội, có thể ông ngoại bà ngoại, rất là nhiều cái hướng đề ra. Dạ. Không có gì phải lo hết trơn á, nếu mà mình mạnh mẽ chút xíu. Em bây giờ em đang làm gì quên rồi ta?
Dạ, em đang làm thẩm định hồ sơ vay. Thẩm định hồ sơ vay? Dạ. À, là làm ngân hàng hay làm đâu? Dạ, làm giống như công ty hỗ trợ, giống như khách hàng mua laptop hay điện thoại á, có nhu cầu vay cho góp thì em làm hồ sơ. Tức là mình tính toán rồi có cho vay được hay không? Dạ, đúng không? Trời, vậy cũng dữ lắm chứ bộ. Nói chung là có cái sự tính toán, nhưng mà chỉ có trong cuộc sống là bạn chưa có quyết liệt. Không, em nghĩ là bạn không có kinh nghiệm. Bạn không có kinh nghiệm trong cuộc sống, bởi vì vừa mới học hết lớp 12 là lấy vợ rồi, cho nên là bạn cũng không có quá thật thà. Thật thà với lại chắc là gia đình có điều kiện nên cha mẹ đúng bảo bọc nhiều quá. Nhà còn ai? Dạ còn ba người em nữa. Hả? Ba người em nữa. Ba người em nữa. Dạ. Thôi vậy ba mẹ là bốn hả? Bốn người con trai anh. Bốn người con trai luôn hả? Dạ. Mình là anh cả đó hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Được rồi, bạn này thật sự ra anh hiền quá, bạn này cực kỳ hiền luôn. Bạn này mà em mà kết, nói chung là hai bạn đến với nhau em sẽ cực kỳ an tâm. Em không có phải lo lắng một cái gì hết. Bạn này cực kỳ hiền và thật thà. Thật thà và hiền vô cùng. Bây giờ kiếm được cái người này cũng hơi khó. Thật ra là thế này nè, hai bạn lo nói Ngọc Lan này đúng đó, cho tôi cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu thật sự là có một chút rung động nha, còn không có thì cũng không cần thiết điều đó. Chúng ta có duyên với nhau mà không có nợ thì không cách nào cả. Dạ. Bây giờ thấy thương quá. Bây giờ này nè Trung. Dạ. Trung tới nắm tay bạn gái ha. Trung nói bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào, mà mong muốn gì không, và mình muốn giải quyết cái chuyện gì đó. Mình nói cái thật tâm nghĩ sao nói vậy thôi Trung. Để xem bạn gái quyết định thế nào. Quan trọng là vẫn là bạn gái. Em suy nghĩ thế nào về vấn đề gia đình của anh khi mà anh có một đứa con. Tại thật ra bây giờ mà nói để quyết định thì cũng khá là sớm, tại cũng đâu có chưa có tiếp xúc. Dạ. Đúng rồi, nên cũng không biết nó như thế nào. Thì điều đó anh cũng hiểu mà, tại vì nhiều khi mới gặp được có vài phút thôi, nhiều khi mình cũng chưa có thấu hiểu được hết. Trung có một chút rung động gì với người đối diện không? Dạ cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là có thể là do về phần em nhiều khi có một đứa con cũng có thể ảnh hưởng đến em với là bạn. Thật ra thì em muốn hỏi anh một chút về cái mục tiêu hoặc là cái kế hoạch của anh trong cái thời gian sắp tới. Mục tiêu thì mình thì cũng định đầu tư hoặc kinh doanh, tại vì hồi trước cũng có mở quán cơm nằm ở dưới Bình Thạnh, nhưng mà do dịch vừa rồi thì cũng ngưng hoạt động luôn rồi. Nên mình chuyển qua mình làm bên thẩm định. Ý là anh đầu tư kinh doanh bên quán cơm gì? Kinh doanh quán cơm với một bạn nằm dưới Đồng Tháp. Cũng có chí hướng làm ăn ha. Còn nhà. cái bên ba mẹ anh gia đình đi nước ngoài vậy thì anh có đi không? Tại vì ba mẹ anh đi xong đến anh chắc cũng còn lâu lắm nên anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Hiện tại thì sống ở đây tốt rồi, là trước mắt hả? Thường thì bạn gái có vẻ không. Rồi, ok. Không thôi mình tính. Về chỗ ngồi đi. Ép dầu ép nở, mở ai nở ép duyên. Bây giờ chúng tôi đã phân tích tất cả câu chuyện, nãy giờ cũng cho hai bạn nói rất là nhiều về câu chuyện đó. Quan trọng là con tim các bạn có mách bảo là các bạn bấm nút hay không thôi. Để tao nút bấm cho các bạn. Để tay đây. Bên tay trái cho Trung. Ông bai bà mối không có ép cặp đôi nào hết. Tất cả là do cái cảm nhận của các bạn và cái suy nghĩ của các bạn về cái chuyện tương lai, hai bạn có thể vượt qua được những cái rào cản ở trước mắt hay không. Đó, hai bạn phải suy nghĩ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Nãy giờ đã trải qua thời gian khá dài, chúng tôi đã nói rất nhiều về cặp đôi này, bởi vì thực ra cặp đôi này có nhiều điều để nói. Đúng rồi. Nói để các bạn hiểu nhau nhiều hơn và đến lúc chúng ta phải quyết định thôi. Nếu các bạn cảm giác ok, đây có thể là một nửa mảnh ghép mà có thể ghép được thì chúng ta bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Nhường nút bấm đó cho nhiều người khác nữa các bạn. Hãy trung thực với con tim mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Thật ra cũng rất là khó. Dạ. Khó giữa đôi bên luôn. Chúng tôi ở giữa, chúng tôi cũng thấy khó đó. Nhưng mà chúng tôi phải khui câu chuyện ra hết để các bạn hiểu đúng nhau rồi. Nếu không mà tôi giấu không có nói cái gì trơn á thì các bạn bấm đại đó thì nó không được. Dạ. Ha? Dạ. Mỗi người có một cách lựa chọn, không ép ai cả. Nhưng ở đây chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau. Nên liên lạc dạ. với bạn gái dạ. đi uống cà phê, là những người bạn có thể góp ý
chia sẻ với nhau, giúp nhau cùng tiến thì đến cái gì nó đến nó sẽ đến thôi. Dạ. Thôi. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chương trình còn tặng quà mà. Tặng quà nữa. Dạ. Cho em xin phép được chúc Tết ạ. Dạ được. Rồi. Dạ. À, cũng nhân đầu năm mới 2022 thì em cũng xin chúc cho chương trình, chúc cho chị Lan, chú Linh cùng với tất cả khán giả. Đầu tiên là đại dịch sẽ qua đi trong năm 2022 này, tất cả mọi người chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường và phát triển nhanh chóng. Cùng chúc cho người người nhà nhà được đông đầy hạnh phúc, vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe. À. Thì cũng gần Tết em cũng chúc mọi người an khang thịnh vượng, với lại có thật nhiều sức khỏe sau đợt dịch này. Thì có nhiều sức khỏe lúc đó mới làm được nhiều điều mà mình mong muốn. Hiền quá à. Thật ra là cố gắng chung luyện cho nó mạnh mẽ lên chút xíu. Dạ. Quyết liệt chút xíu nữa.